Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, tại chương trình Bước ra ánh sáng với chiếc bụng bầu, Minh Khang gây bão trong dư luận. Tại Việt Nam, anh là người đàn ông đầu tiên mang bầu. Có lẽ đây là trường hợp quá đặc biệt không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Xuất hiện trong chương trình Come Out Bước ra ánh sáng, Minh Khang, sinh năm 1996, Cần Thơ, thu hút sự chú ý của người xem khi anh chia sẻ bản thân chính là người đàn ông mang bầu. Anh là người đàn ông mang bầu đầu tiên tại Việt Nam, rất khó để có con, có được rồi rất khó để giữ, người đàn ông chuyển giới nói về trường hợp của bản thân mình. Trước đó, vào tháng 11 năm 2017, đám cưới của chú rể Minh Khang, lúc đó 21 tuổi, và cô dâu Minh Anh, 18 tuổi, thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Họ đổi vai cho nhau khi Minh Anh sinh ra vốn là một người con trai, còn Minh Khang lại từng là một cô gái. Cặp đôi Minh Anh, Minh Khang là một trong những cặp vợ chồng chuyển giới nổi tiếng nhất Việt Nam, trong đó Minh Khang đổi từ nữ thành nam, tên thật là Đào Thị Kiều Trang, 24 tuổi, quê Cần Thơ, còn Minh Anh chuyển giới từ nam sang nữ, tên thật là Đặng Khắc Nguyên, 21 tuổi, quê Bến Tre. Họ gặp nhau lần đầu tiên trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Minh Anh là thí sinh nữ, còn Minh Khang là thành viên ban giám khảo. Sau 2 tháng kể từ lần gặp gỡ đó, họ mới có những tin nhắn đầu tiên và tiến tới hẹn hò. Cặp đôi tính đến chuyện trăm năm nhưng bị gia đình phản đối. Sau 3 lần thuyết phục, họ cũng có một đám cưới chỉn chu. Và như mọi cặp đôi khác, họ khát khao tiếng trẻ thơ EA trong nhà. Và Minh Khang quyết định anh sẽ là người sinh con cho vợ khi xem được thông tin về người đàn ông mang bầu trên thế giới. Và đến năm 2019, cặp đôi quyết định có con. Tuy nhiên, lúc này Minh Khang đã tiêm hormone nam giới được hơn 2 năm, cơ thể đã có nhiều biến đổi và Minh Anh cũng đã tiêm hormone nữ được vài tháng. Thêm vào đó, cả hai đã từng trải qua quá trình phẫu thuật dùng nhiều thuốc gây tê, gây mê kháng sinh, nên cặp đôi không khỏi lo lắng về khả năng thụ thai cũng như khả năng giữ thai. Để bắt đầu quá trình mang thai, Minh Khang quyết định dừng tiêm hormone để có kinh nguyệt trở lại và bồi bổ, chuẩn bị cho quá trình mang thai. Minh Anh cũng chuyển từ tiêm hormone sang thuốc uống để giảm liều. Điều may mắn đã đến sau 3 tháng Minh Khang có thai, trở thành người đàn ông đầu tiên ở Việt Nam mang bầu. Khi biết có thể mang thai, vợ chồng Minh Khang, Minh Anh vừa hạnh phúc vừa lo, bởi Minh Khang đã sử dụng một số loại thuốc, hormone chuyển giới và điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình mang thai. Có lúc họ tự trấn an bản thân, kế hoạch bọn mình đưa ra là mình muốn có con thôi, còn con đến khi là trời cho. Bởi vậy khi con đến thì mình đón nhận thôi, phải mất một thời gian dài để cái thai ổn định. Cả hai mới báo tin vui cho gia đình. Khi Minh Khang mang thai, vợ anh, Minh Anh xác định sẽ là người lao động chính để kiếm thêm thu nhập. Họ còn biết con đường trước mắt sẽ nhiều khó khăn, nhưng cả hai đều rất quyết tâm. Dù nguy hiểm nhưng Minh Khang vẫn chấp nhận chịu đau để sinh thường, khi nào không có khả năng sinh thường, anh mới quyết định sinh mổ. Nhớ lại lúc mang thai, đôi lúc Minh Khang không nhịn nổi cười, là người chuyển giới nên có bầu, cũng có biết vào câu chuyện bi hài, anh kể. Bác sĩ siêu âm nói, lần đầu tiên ông siêu âm cho một người mang bầu mà có lông bụng, rồi khi vào bệnh viện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, y tá nói, để giấy xét nghiệm ở đây, người thân đi ra ngoài, bao bầu ở lại. Vợ tôi Minh Anh quay lưng đi, y tá quay ra nói với tôi một lần nữa, người thân đi ra ngoài đi. Lúc này tôi mới nói, chị ơi, em vào xét nghiệm, nhưng y tá vẫn không tin. Cuối cùng tôi phải giải thích, chị ơi, em là người chuyển giới, nhưng em mang thai, Minh Khang kể. Ngay trong giai đoạn đang làm phẫu thuật từng bước, Khang đã dính bầu, người vợ Minh Anh cũng chỉ chuyển giới một phần cho biết. Cả hai vợ chồng đã mong muốn có con nên cố gắng thực hiện. Sau khi có con, trong năm nay tôi sẽ đi chuyển giới hoàn toàn để thành con gái thật. Minh Khang từng chia sẻ, anh muốn sau này sẽ hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh giống mình để họ có con. Tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn một phần chi phí khi các bạn có đủ những điều kiện như gia đình cho phép, sống chung với người yêu hoặc kết hôn công khai giống vợ chồng em và đều mong muốn có con. Bởi bản thân Minh Khang hiểu rõ cảm giác hạnh phúc vô bờ khi gia đình có được món quà trời ban, nhất là với một người có hoàn cảnh đặc biệt như anh. Anh kể khi phát hiện có thai, không dám nói với gia đình vì bác sĩ sản khoa nói rằng cả hai rất khó có con. Nếu có cũng khó giữ bởi cơ thể đã bị biến đổi do thuốc tiêm vào người. Lúc phẫu thuật, tôi dùng nhiều loại thuốc như thuốc gây tê, gây mê, thuốc kháng sinh nên rất lo em bé sẽ bị dị tật, không phát triển như bình thường, Khang chia sẻ. Để chăm sóc thai nhi, Minh Khang có một bác sĩ riêng theo dõi thai kỳ. Cứ 2 tuần một lần, Minh Khang đi khám. Anh còn tiết lộ, từ khi phát hiện mang bầu, hai vợ chồng phải ngừng chuyện vợ chồng, rồi chuyển dần sang ngủ riêng. Do đó, Minh Khang cũng không dám nghĩ đến ngày bố tròn con vuông, thậm chí Minh Khang còn sinh thường, chứ không phải là sinh mổ trong bệnh viện.
Khang bảo, lúc trước khi mang thai, không ai nghĩ anh đang có bầu vì Minh Khang không hề bị ốm nghén và vẫn tham gia các hoạt động cộng đồng. Minh Khang hài hước, nhìn vào không ai nghĩ em có thai, còn người quen thì ví em như một con kangaroo vậy, đi đâu cũng mang con bên mình. Do tuyến vú của Minh Khang đã cắt hết tuyến sữa nên cô công chúa nhỏ của người đàn ông mang bầu đầu tiên ở Việt Nam sẽ được nuôi bằng sữa ngoài hoàn toàn. Không che giấu được hạnh phúc, cô vợ Minh Anh chia sẻ, giây phút đáng nhớ nhất trong đời ba mẹ khóc cạn nước mắt, cảm ơn công chúa nhỏ đã cùng ba chuột vượt cạn thành công, một năm quá nhiều điều trọn vẹn, cảm ơn trời thương, mong cuộc đời con gái sẽ bớt bão giông được bình an. Giỏi lắm con gái ơi, 9 tháng ròng rã gia đình mình gặp nhau rồi nè, an nhiên con nhé, ba mẹ luôn bên con, Đặng Ngọc Thiên An, được bình an của trời. Thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện đàn ông có bầu. Hồi năm 2008, cả thế giới chấn động khi Thomas Beatty, một người chuyển giới từ nữ sang nam, đã mang bầu và đẻ con. Beatty đã giữ lại tử cung sau khi phẫu thuật chuyển giới, sau đó tự thụ tinh nhân tạo tại nhà bằng tinh trùng hiến tặng. Hãy cùng chúng tôi ngược thời gian để tìm hiểu người đàn ông đầu tiên sinh con, đặc biệt là câu chuyện truyền nghị lực của cặp đôi LGBT này. Năm 2008, Thomas Beatty, 47 tuổi ở Mỹ, người chuyển giới nam gây chấn động khi chia sẻ việc mang bầu sinh con. Anh hiện là nhà môi giới chứng khoán, sống bình lặng bên vợ con. Đã 13 năm kể từ khi Thomas Beatty tham gia cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình và nói với cả thế giới rằng anh có thể mang thai với tư cách một người đàn ông. Hiện nay, việc người chuyển giới nam sinh con không còn mới lạ, dù các nghiên cứu giáo dục và nhận thức vẫn còn thiếu trầm trọng. Tuy nhiên, xã hội đã đi được chặng đường dài và Beatty cũng vậy. Ông bố 4 con, hiện là nhà môi giới chứng khoán ở thành phố Phoenix, bang Arizona của Mỹ, chia sẻ với Today về việc cuộc sống anh thay đổi ra sao sau tiết lộ chấn động năm nào. Khi câu chuyện của tôi được công bố, mọi người gần như không hề biết hay nghe nói về người chuyển giới. Hơn thế, họ còn có thể sinh con. Tôi nghĩ rằng việc phơi bày tầm quan trọng của khả năng sinh sản đối với người chuyển giới là điều khiến công chúng mở mang tầm mắt, Beatty nhớ lại. Năm 2008, Beatty viết bài cho tờ báo The Advocate về hành trình mang thai của mình. Anh cảm thấy thật tuyệt vọng trong việc tìm kiếm lời khuyên và sợ con gái sẽ bị chính quyền bắt đi. Câu chuyện của Beatty nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, những bức ảnh anh ôm bụng bầu gây được sự chú ý lớn. Lời mời phỏng vấn trên truyền hình và tạp chí đồ sộ đến với Beatty, anh viết sách, trở thành tiêu điểm của nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng và là ngôi sao trong chương trình thực tế của Pháp. Anh nói, mọi thứ đến như cơn lốc, tôi không hề hối tiếc. Sau khi sinh con đầu lòng, Susan, vào năm 2008, Beatty có thêm 2 con với người vợ, khi đó là Nancy Beatty. Họ ly thân vào năm 2012. Năm 2016, Beatty kết hôn với người vợ thứ hai, Amber Beatty. Cô làm việc tại nhà trẻ mà các con anh từng theo học. Hai người có con với nhau vào năm 2018 do Amber hạ sinh. Hiện tại, Beatty và gia đình sống tương đối bình lặng ở thành phố Phoenix. Ông bố 4 con thỉnh thoảng nhận lời mời diễn thuyết hoặc vai diễn nhỏ trong các quảng cáo. Các con lớn của Beatty hiện 11, 12 và 13 tuổi vẫn qua lại với mẹ, sống cách 15 km. Khi tụ họp, họ cùng bơi, chơi cờ caro hoặc thử nghiệm công thức nấu ăn mới. Tuy nhiên, Beatty chưa bao giờ có thể thay đổi biệt danh người đàn ông mang bầu mà các trang bìa của tờ báo Lá Cải dùng để gọi anh vào năm 2008. Anh chia sẻ, tôi không thấy có gì sai khi là một người đàn ông mang thai. Tôi rất tự hào vì đã đưa các con đến với thế giới. Nó giống như huy chương vậy. Beatty khá ngạc nhiên về việc thế giới đã thay đổi quan điểm như thế nào kể từ khi câu chuyện của anh được chú ý. Bởi lúc đầu, không ai biết về bản dạng giới hay ý nghĩa của việc chuyển giới. Thật sự khó khăn khi mọi người nói những điều họ hiểu nhầm về tôi trên TV và phương tiện truyền thông. Tôi cảm thấy sốc, Beatty nhớ lại. Thời điểm câu chuyện của Beatty được công khai, Tristan Ricci, người ủng hộ cộng đồng chuyển giới ở thành phố Portland, bang Oregon, đang làm việc cho lực lượng đồng tính nam và đồng tính nữ quốc gia, tập trung vào các vấn đề chuyển giới liên quan đến thay đổi văn hóa và hòa nhập chính sách. Ricci nói với Today, tôi đã nghĩ rằng còn hơi sớm để công khai câu chuyện kiểu này. Thay đổi văn hóa là sự phát triển, mọi người phải mất thời gian để hiểu về các vấn đề chuyển giới. Tôi thực sự lo sợ cho anh ấy. Ricci nói rằng nếu Beatty tham gia nhiều hơn vào phong trào bình đẳng chuyển giới khi đó, anh và những người khác sẽ cảnh báo anh không nên chia sẻ câu chuyện của mình. Những điều xảy ra với anh ấy thật tệ, anh nói, đề cập đến sự ngược đãi của giới truyền thông với Beatty. Ricci cũng bị xáo trộn khi truyền thông mô tả Beatty là người đàn ông mang thai đầu tiên trên thế giới.
anh biết hàng chục người đàn ông chuyển giới đã sinh con trước khi nghe tới câu chuyện của PT. Tuy nhiên, đối với những người bình thường, PT là người đầu tiên. Bản thân PT cũng cho rằng sự nổi tiếng của mình là công cụ để đánh thức mọi người về các cách khác nhau để tạo dựng gia đình. Anh hy vọng những người đàn ông mang trong tương lai sẽ có trải nghiệm tốt hơn. Tôi muốn bảo đảm đối với gia đình tôi và những người khác, đây là điều hoàn toàn có thể làm được, rằng luật pháp sẽ tôn trọng điều đó. Vì vậy, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải tiếp tục đấu tranh, anh nói. Tuy nhiên, BT thừa nhận rằng, ngay cả khi nhận thức của công chúng về trải nghiệm cá nhân của anh đã thay đổi, vẫn còn nhiều việc phải làm để hỗ trợ người chuyển giới có mong muốn lập gia đình. Đó là đào tạo nhiều hơn giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiếp cận công chúng bằng phương pháp điều trị sinh sản và chế độ nghỉ sinh sản. BT cho biết, tôi nghĩ nhiều người vẫn còn cho rằng nếu muốn là chuyển giới, bạn phải cắt bỏ hoàn toàn cơ quan sinh sản và không được có con. Cần có những cuộc thảo luận về khả năng sinh sản của người chuyển giới. Họ có quyền được hạnh phúc, lập gia đình và được tôn trọng. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.